Công an thành phố Ninh Bình vừa phát hiện thu hồi tang vật, tạm giữ một số đối tượng thực hiện hành vi đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn. Vào khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2021, đội cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với công an phường Đông Thành tuần tra phát hiện bắt quả tang tại trước cửa nhà số 9 đường Lương Thế Vinh, phố 11 phường Đông Thành, bốn đối tượng có hành vi đốt hai bệ pháo hoa nổ, gồm Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1993, thường trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1991, thường trú tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô, Trần Thế Hòa, sinh năm 1992, thường trú tại xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Trịnh Văn Hậu, sinh năm 1998, thường trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh. Công an thành phố Ninh Bình đã thu giữ hai bệ pháo hoa, tiến hành tạm giữ bốn đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, Công an thành phố Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đốt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng pháo nổ, các chế tài xử lý hành vi vi phạm để người dân nắm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.